Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo người biến đổi khác thường và áo người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với người, đó là Môi-sen và Elia, hiện đến uy nghi và nói về sự chết của người sẽ thực hiện tại Jerusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm. Chúng tôi xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-sen và một cho Elia. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói thì một đám mây bao phủ các ngài, và thấy các ngài biến vào trong đám mây. Các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Và khi tiếng đang phán ra thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, khi nhìn vào một dấu chỉ nào đó, chúng ta sẽ thấy ý nghĩa của nó. Nhắc đến một người nào đó sẽ khiến chúng ta nhớ ngay đến những biến cố liên hệ, nhất là những điều gì có liên hệ trực tiếp với chúng ta. Ví dụ như khi chúng ta nhìn thấy những ống ATM gạo hay là bánh mì, chúng ta lại nhớ đến những ngày đầu của đại dịch, khi rất nhiều người trong chúng ta trở tay không kịp với đại dịch COVID-19. Có những người nhìn thấy những ống ATM ấy như là phương tiện để chia sẻ lương thực. Người khác thì thấy đó là biện pháp phòng tránh COVID hiệu quả. Nhưng đối với những ai đã từng xếp hàng để nhận những phần quà từ cây ATM ấy, đó chính là chiếc phao cứu sinh của họ trong những ngày cơ cực đã qua. Như thế thưa quý bà và anh chị em, chúng ta càng gắn bó với điều gì hay với một người nào đó thì chúng ta lại càng thấy ý nghĩa, và chúng ta sẽ càng tin vào sự việc đó, hay là chúng ta sẽ càng tin vào một ai đó hơn. Thưa cộng đoàn, những kinh nghiệm về câu chuyện cây ATM thời COVID trên đây giúp chúng ta hiểu các bài đọc lời Chúa hôm nay. Cụ thể đó là bài đọc 1 và bài tin mừng có nhiều điểm tương đồng, giúp chúng ta thấy ý nghĩa của đời sống người Kitô hữu của chúng ta. Trước hết, bối cảnh của cả hai bài đọc đều nói đến một cuộc gặp gỡ. Một bên là thần linh, một bên là con người. Bài đọc 1 trích sách Sáng Thế kể về câu chuyện giữa Đức Chúa và ông Abraham. Khi Chúa hứa ban một miền đất để sở hữu, thì ông Abraham mới thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa là Thiên Chúa, làm sao con có thể biết
con sẽ được sứ đó làm gia nghiệp. Nói như thế nghĩa là ông chưa hoàn toàn tin vào Đức Chúa. Và rồi Đức Chúa đã tỏ cho ông một dấu chỉ. Chúa nói với ông Abraham, hãy chuẩn bị một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con cừu đực 3 tuổi, một con chim gáy mái và một con bồ câu non. Mà như chúng ta biết á, trong thời cựu ước, việc chuẩn bị những lễ vật đó và xẻ đôi chúng ra, đặt nửa này đối diện với nửa kia, là chúng ta đang nói đến việc ký kết giao ước giữa hai bên. Rồi trong khi câu chuyện tiếp tục, trong khi ông Abraham đang ngủ mê, thì có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật bị xẻ đôi. Sau đó, Chúa đã hứa ban miền đất cho ông Abraham và dòng dõi của ông. Câu chuyện trong bài đọc 1 để lại cho chúng ta 2 ý nghĩa như sau. Thứ nhất, khi thấy ông Abraham chưa hoàn toàn tin vào Đức Chúa, thì Đức Chúa đã ký kết giao ước với ông như là để chứng thực rằng Ngài sẽ thực hiện lời hứa đối với ông, là sẽ ban cho ông và dòng dõi ông một miền đất để sinh sống. Để rồi chúng ta sẽ thấy ý nghĩa thứ hai nơi lễ vật bị xẻ đôi. Thường thì việc ký kết giao ước á, đòi hỏi hai bên phải bước qua một nửa lễ vật của bên mình. Còn đây chúng ta thấy chỉ có một mình Chúa đi qua lễ vật, như để muốn nói rằng Chúa sẽ đơn phương giữ lời hứa, Chúa không cần ông Abraham phải giữ giao ước. Chỉ cần ông khi nhìn đến những lễ vật này, khi nhớ lại biến cố ngày hôm nay, ông hãy tin tưởng vào lời hứa của Chúa, để rồi nghe lời người chỉ dẫn mà biết đường đi về đất hứa. Nói tóm lại thưa cộng đoàn, đối với ông Abraham, những con vật bị xẻ đôi hôm nay chính là dấu chỉ của việc Thiên Chúa củng cố niềm tin và giữ lời hứa với ông. Để rồi câu chuyện trong bài đọc 1 giúp chúng ta hiểu rõ hơn câu chuyện kể về việc Chúa Giêsu biến hình trên núi Ta-bo trong bài Tin Mừng hôm nay, vì cả hai có nhiều nét tương đồng. Các môn đệ trong bài Tin Mừng được ví như ông Abraham khi được chứng kiến vinh quang của Đức Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô, con một của Ngài. Một mặt, việc Chúa Giêsu tỏ vinh quang sáng láng cho 3 tông đồ để củng cố niềm tin của các ông là bởi vì các ông vẫn đang lo sợ khi Chúa Giêsu mới đây thôi lần đầu tiên đã loan báo về cuộc khổ nạn của Ngài tại Jerusalem, rằng con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng các kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ 3 sẽ trỗi dậy. Nhưng mặt khác, lễ vật bị xác tế trong câu chuyện của ông Abraham là hình ảnh tiên báo Chúa Giêsu cũng là lễ vật sẽ được hiến tế trên thập giá. Như vinh quang của Thiên Chúa đã đi qua lễ vật của ông Abraham như thế nào, thì đây vinh quang sáng láng của Chúa Cha đang hiện diện nơi Chúa Giêsu Kitô, như dấu chỉ của việc Chúa Cha sẽ trung thành thực hiện lời hứa cứu độ của Ngài. Như lời Chúa Cha đã phán trên núi Ta-bo, đây là con Ta yêu dấu,
các ngươi hãy nghe lời người. Bởi đó, thưa quý bà và anh chị em, bài tin mừng hôm nay muốn nói rằng Chúa đã giữ lời hứa cứu độ chúng ta. Giờ đây, Chúa chỉ cần chúng ta hãy biết nhìn vào Chúa Giêsu như là dấu chỉ của ơn cứu độ. Nhờ đó đức tin của chúng ta được củng cố. Để rồi hãy vâng nghe lời dạy của Chúa Giêsu để Ngài chỉ cho chúng ta con đường cứu độ, con đường trở về thiên đàng với Chúa. Nói tóm lại, việc Chúa Giêsu biến hình hôm nay như là dấu chỉ của lời hứa ban ơn cứu độ mà Chúa sẽ thực hiện. Kính thưa quý bà và anh chị em, trải dài suốt cuộc đời chúng ta, Chúa đã tỏ nhiều dấu chỉ để minh chứng rằng Ngài không bỏ rơi bất cứ ai, rằng Ngài luôn hiện diện trong cuộc sống để trợ giúp, để hướng dẫn mỗi người chúng ta biết sống lành thánh hơn. Hay nói đâu xa, như tuần rồi hay tuần này, đầu thánh lễ cộng đoàn đã nghe người rao tên các thầy chuẩn bị tiến chức phó tế. Ngoài việc chúng ta cầu nguyện cho các thầy, ngoài việc chúng ta hãy nói lên những ngăn trở của các thầy cho bề trên, thì thưa cộng đoàn, mỗi lần trong giáo hội có nhiều người được tiến chức phó tế hay linh mục, đó chính là dấu chỉ của tình thương Thiên Chúa mà Chúa vẫn ban cho giáo hội, đặc biệt cho giáo hội Việt Nam. Bởi vậy, chúng ta hãy nhìn dấu chỉ ấy mà tạ ơn Thiên Chúa. Không những thế, hôm nay là ngày 13 kính Đức Mẹ. Chúng ta cũng hãy nhớ rằng Đức Mẹ chính là dấu chỉ của vinh quang Thiên Chúa vì những đặc ân cao quý mà Chúa ban cho Mẹ. Qua đó, Mẹ cũng là dấu chứng cho thấy Chúa đã trung thành thực hiện lời hứa cứu độ cho loài người chúng ta, cụ thể nơi loài thụ tạo có tên là Maria. Để khi chúng ta ngắm nhìn Mẹ, chúng ta tin tưởng rằng đến cuối cuộc đời này, chúng ta cũng sẽ được Chúa ban ơn cứu độ cho những cố gắng sống lành thánh của chúng ta. Trong bài tin mừng có một chi tiết rất là hay như thế này: các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Chỉ nhìn thấy Chúa mà thôi, thưa quý bà và anh chị em. Khi chúng ta chạy đến với Đức Mẹ, hãy để cho những mối bận tâm cơm áo gạo tiền qua một bên, để rồi chúng ta hãy quỳ dưới chân Đức Mẹ và cảm nhận tình thương của Mẹ dành cho mỗi người chúng ta. Để rồi chúng ta càng gắn bó với Đức Mẹ như thế nào, thì chúng ta sẽ càng dễ nhận ra điều Chúa muốn nói với mỗi người chúng ta. Càng siêng năng chạy đến với Đức Mẹ thế nào, thì chúng ta sẽ được Mẹ chỉ dẫn con đường đến với Thiên Chúa. Thiết nghĩ vậy, trong mọi hoàn cảnh sống, nhất là trong những lúc ngặt nghèo của đời sống chúng ta, chúng ta hãy để Mẹ trở nên bóng mát cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta cũng hãy thân thưa với Mẹ rằng: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.